và góp phần quan trọng trong các trận đấu mới nhất ở V-League. Trên sân hàng đẫy hôm 22 tháng 10, câu lạc bộ Công an Hà Nội và Quy Nhơn Bình Định gặp nhau ở vòng 1 V-League. Phút 68, Bình Định tổ chức phản công nhanh và Melo có pha đẩy bóng, dọn cỗ để Văn Thuận dứt điểm vào lưới trống. Thời điểm này Công an Hà Nội đang bị dẫn một không và nếu nhận bàn thua thứ hai, đội đương kim vô địch V-League có nguy cơ trắng tay ngay vòng đầu tiên. Tuy nhiên, vận may đã mỉm cười với Công an Hà Nội khi công nghệ va từ chối bàn thắng của Văn Thuận với lỗi việt vị. Công an Hà Nội sau đó gỡ hòa 1, một, một ở phút 84 nhờ công junior, qua đó giữ lại một điểm quý giá. Và được chờ đợi sẽ tạo nên sự thay đổi tích cực với giải bóng đá vô địch quốc gia. Cũng vòng một ở trận đấu giữa câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định với Quảng Nam trên sân thiên trường, và cũng có những can thiệp kịp thời và phát huy tác dụng. Phút 90 cộng 5, và vào cuộc xác định lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm của Tăng Tiến và cho đội nhà hưởng quả phạt đền. Sau trận đấu huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Quảng Nam Văn Sĩ Sơn phàn nàn về việc trọng tài cho trận đấu trôi đến phút bù giờ thứ năm, dù trận đấu chỉ bù giờ 4 phút. Thực tế, trong 4 phút bù giờ, có tới hai cầu thủ đội khách nằm sân. Vì vậy, việc trận đấu bị lỗ thời gian là điều hợp lý. Còn về va và bàn thua của đội nhà, vị huấn luyện viên này không có phàn nàn gì. Huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn cho biết ông ủng hộ va do thế giới đã áp dụng. Cũng ở trận đấu này, va còn có một tình huống giúp trọng tài đưa ra quyết định chính xác hơn. Phút 20, nguyễn phong hồng duy nhận thẻ đỏ từ trọng tài trung kiên